Tiếp theo là các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Chính phủ Indonesia đã chuẩn bị 15 máy bay để tiến hành các hoạt động điều chỉnh thời tiết nhằm ngăn chặn các đám cháy rừng và đất than bùn trong bối cảnh một số địa phương của nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán. Chính phủ Indonesia đã quyết định triển khai công nghệ điều chỉnh thời tiết nói trên trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 nhằm duy trì độ ẩm cho các vùng đất than bùn. 28% các khu vực của Indonesia dự kiến sẽ trải qua mùa khô bắt đầu từ tháng 6 năm nay. Lượng nước trong các hồ chứa lớn của Thái Lan đang ở mức thấp đáng lo ngại, với chỉ 19% có thể sử dụng được cho sinh hoạt, nông nghiệp và bảo vệ hệ sinh thái. Theo báo cáo, tình hình ở miền Tây Thái Lan đáng lo ngại nhất vì chỉ có 13% lượng nước trong các hồ chứa hiện có thể sử dụng. Cũng theo báo cáo, lưu vực sông Chao Phraya cần 12 tỷ mét khối nước trong mùa khô và đầu mùa mưa. Sông hiện tổng lượng nước ở 4 hồ chứa chính của Thái Lan chỉ cung cấp được khoảng 4,5 tỷ mét khối nước. Một đợt nắng nóng nghiêm trọng đã bao trùm một vùng đất rộng lớn ở miền Nam nước Mỹ từ ngày 15 tháng 6, với nền nhiệt cao kỷ lục lên tới 38 độ C ở nhiều nơi. Tình trạng nắng nóng nguy hiểm diễn ra từ bang Texas đến bang Florida. Hơn 35 triệu người đã được cảnh báo về nền nhiệt rất cao kéo dài đến cuối tuần này. Bên cạnh đó, Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ cũng đã dự báo về khả năng xảy ra dông bão mạnh và lốc xoáy trong khu vực.